thì trong cái nội dung của các cái về cơ xương khớp, về chẩn đoán ngành cơ xương khớp thứ 4 ấy, chúng ta sẽ có 3 bài giảng, à xin lỗi 4 bài giảng. Thì bài đầu tiên là bài về các triệu chứng khách quan, thì giáo sư Gia đã giảng các bạn rồi đúng không? Đấy, may quá có người còn nhớ. Tôi sẽ phụ trách cho các bạn giảng cho các bạn 3 bài còn lại. Bài số bài hôm đầu tiên là bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài về liên quan xương. Bài số 2 là các bài về viêm xương khớp. Bài số 3 là chúng ta sẽ học một bài tương đối là mix giữa các cái tổn thương về chấn thương, về hoại tử trỏ, về hoại khớp, về loạn xương vân vân. Thì hôm nay cái bài của chúng ta này cái bài tương đối khó. Vì sao? Thì cái vấn đề về xương ấy, nó ngay cả những cái bác sĩ chuẩn đoán ngành mà bác sĩ chuẩn đoán ngành mà làm tương đối lâu năm rồi, người ta vẫn cảm thấy khó khăn trong cái việc mà gặp một cái trường hợp mà nghi ngờ ung xương và phải đi đến cái kết luận cuối cùng. Đấy thì đây là thực sự là một cái vấn đề khó khăn không chỉ cho các bạn sinh viên mà còn cả cho các cái những cái bác sĩ làm chuyên trường hợp này. Thì để tiếp cận khi với một cái bệnh lý ung xương ở trên trường hợp này thì chúng ta để trả lời cho chúng ta để chúng ta có thể trả lời những câu hỏi như là tổn thương này là u hay là không u, cái tính chất của tổn thương như thế nào, ví dụ như là tiến triển hay không tiến triển, tổn thương nó có là lành tính, ác tính hay tổn thương không rõ ràng. Thì để trả lời những câu hỏi này thì các bạn phải phối hợp rất là nhiều các cái thông tin lại với nhau thì mới có thể đưa ra được những cái câu trả lời. Cái đầu tiên mà các bạn cần phải chú ý đầu tiên chính là cái lâm sàng của người bệnh, đúng không? Tức là gì? Tức là bệnh nhân đến khám với chúng ta là bệnh tiến triển như thế nào, các triệu chứng lâm sàng là làm sao, đúng không? Tiếp theo là về các cái thông tin lâm sàng khác nữa, đấy là về vấn đề về tuổi. Tuổi ở đây thì chúng ta sẽ không phân lại thành từng tuổi như 21, 22, 23 mà sẽ phân nhóm tuổi, tức là tuổi nhóm tuổi trẻ em, nhóm tuổi dưới 30 tuổi hay nhóm tuổi trên 30 tuổi. Cho nên chúng ta sẽ đánh giá cụ thể của cái tổn thương ở trên cái phim chụp. Thứ nhất là về mặt vị trí của tổn thương nằm ở đâu, đúng không? Theo chiều rộng, theo chiều ngang, hoặc là cụ thể là nó nằm ở cái xương nào. Sau đó chúng ta sẽ xem là tổn thương này có nhiều ổ hay là đa ổ. Và cái cuối cùng cũng là một cái tương đối là phức tạp, đấy là chúng ta phải đánh giá cái hình thái của tổn thương như thế nào. Tức là gì, cấu trúc xương là làm sao, đúng không? Phản ứng mạc xương như thế nào, ma trận như thế nào, và xâm lấn như thế nào. Thì những cái vấn đề như này, vấn đề về vị trí, về hình thái, thì ở cái bài trước, cái bài về triệu chứng hình ảnh của X quang thì giáo sư Gia đã giảng rồi. Và mình sẽ trước khi mà vào cái nội dung cụ thể của bài thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn những cái gọi là lý thuyết mấu chốt nhất để làm gì để các bạn có thể sử dụng vào trong cái bài mà mình sắp giảng, là bài về những quang ung xương. Thì để đầu tiên nói về mặt vị trí, đúng không ạ? Vị trí thì chúng ta biết là cái giải phẫu của cái xương ở trên cơ thể chúng ta sẽ được phân làm ba loại, đó là xương dài, xương ngắn và xương sốt. Thì khi mà chúng ta đánh giá cái vị trí của tổn thương nó nằm cụ thể trong ở xương dài này, thì chúng ta phải đánh giá xem nó nằm ở trỏ xương, cổ xương hay là thân xương. Đấy, nó rất là đơn giản nhé, chứ không phải là giải phẫu xương cái phức tạp như các bạn đã học ở y một, đúng không ạ? Ở đây rất đơn giản thôi, các bạn nào nhớ cho mình là gì, theo chiều rộng thì chúng ta chỉ có ba cái vị trí giải phẫu của xương thôi. Đấy là gì, là cái trỏ xương, vùng trỏ xương là vùng nằm ở sát cái dễ khớp nhất. Sau đó là gì, cổ xương được ngăn cách với cả trỏ xương bởi cả xúc tăng trưởng, và tiếp theo là cái phần thân xương, cái phần lớn nhất, đúng không? Thì tổn thương nó có thể nằm ở một vùng trỏ xương, cổ xương, thân xương, hoặc là gì, tổn thương nó có thể nằm hỗn hợp giữa phần thân xương, cổ xương hay giữa phần cổ xương và phần trỏ xương. Đấy là theo chiều dài, đúng không? Theo chiều dài của xương. Tiếp theo là theo chiều ngang, chúng ta đánh giá chiều ngang thì cũng rất là đơn giản. Từ ngoài vào trong chúng ta có là gì, màng xương, cái vỏ xương là cái phần mà nó, các bạn nhìn thấy trên chụp X quang nó là cái phần mà nó trắng nhất, đúng không? Nó sáng nhất. Thế còn cái phần ống tủy là cái phần chính giữa, đúng không? Chính giữa. Thì cái màng xương là cái phần mà các bạn sẽ không nhìn thấy được trên cái phim chụp X quang bình thường. Khi chúng ta nhìn thấy màng xương, cụ thể ở đây là gì, là nó sẽ có cái phản ứng màng xương, đúng không? Thì điều đó nghĩa là cái xương nó bất thường, và cái nhiệm vụ của chúng ta là gì, là chúng ta phải
phải xem là cái bất thường đó là gì, đúng không ạ? Bất thường đó là do chấn thương, do u hay là do viêm hay là do loạn sản hay vân vân, đúng không ạ? Tức là nhưng mà khi gây mạnh là gì, là khi mà chúng ta nhìn thấy cái mạng xương, có nghĩa là cái xương đó bất thường. À, có một cái cách để chúng ta phân biệt là tổn thương nó xuất phát từ đâu, từ trong ống tủy hay là trong vỏ xương, nó cũng tương đối đơn giản. Người ta thấy rằng là gì, là một cái tổn thương xuất phát từ trong ống tủy nó có hai loại. Các bạn nhìn ở đây, các bạn thấy là gì, cái tổn thương này nó nằm ở trong cái vị trí trung tâm của ống tủy, đúng không? Nó nằm ở chính giữa, đúng không? Và cái tổn thương này nó nằm ở lệch trục, tức là gì, nó cũng xuất phát từ ống tủy nhưng mà nó phát triển lệch sang bên, đúng không? Thì cả hai cái tổn thương này thì nó đều gây ra một cái là gì, nó gây ra mọc cái vỏ xương lân cận. Các bạn nhìn thấy nó mọc vỏ xương lân cận như này, đúng không? Thế còn ngược lại, cái tổn thương xuất phát từ vỏ xương thì chúng ta sẽ thấy, người ta sẽ thấy rằng là gì, các tổn thương xuất phát từ vỏ xương thì nó sẽ làm dày cái vỏ xương lân cận. Đấy, thì đây là cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là tổn thương xuất phát từ vỏ xương hay là trong ống tủy, đúng không? Vậy theo các bạn, tổn thương này nó xuất phát từ đâu? Lý do nó là mỏng vỏ xương, đúng không ạ? Nó đây cái vỏ xương nên nó mỏng hơn so với cả cái phần trên phần dưới, đúng không ạ? Tiếp theo cái vỏ xương này thì sao, nằm ở đâu, xuất phát từ đâu? Xuất phát từ vỏ xương, đúng không? Thì các bạn nhìn thấy thì cái vỏ xương ở cạnh cái tổn thương này, đấy, nó làm dày cái vỏ xương ở cạnh tổn thương đây, đúng không? Các bạn nhớ mình nguyên tắc đấy. Và mình nhấn mạnh là gì, là cái vị trí của tổn thương đấy nó đóng một vai trò quan trọng nhất trong các cái đặc điểm để chúng ta có thể phân loại tổn thương, đúng không? Cho nên mình sẽ nhấn mạnh lại hai cái, nhấn mạnh lại cái này, cái vị trí nó là người nữa đấy, là theo chiều dọc rất đơn giản, đúng không? Chỏm xương hay là cổ xương hay là thân xương, được chưa? Chỏm xương là gì, là cái phần nó nằm sát vào khớp, cổ xương là phần ngăn cách với cả sự tăng trưởng, còn thân xương là phần còn lại, chưa? Thế còn chiều ngang thì sao? Em đứng ở đầu, chiều ngang là gì? Từ ngoài vào trong có cái gì? Có ống tủy và vỏ xương. Gì nữa? Từ ngoài vào trong. Màng xương. Màng xương gì nữa? Từ ngoài vào trong. Màng xương rồi đấy thì. Vỏ xương. Vỏ xương rồi gì nữa? Ống tủy. Màng xương thì khi nào mà mình có nhìn thấy không? Đúng không? Thế khi nào cái dấu hiệu để mà phân biệt giữa một tổn thương xuất phát từ ống tủy và vỏ xương? Xuất phát từ ống tủy thì vỏ xương nó mỏng hơn so với xuất phát từ vỏ xương. Đúng rồi, đấy, rất đơn giản. Theo chiều ngang nhé, thì là màng xương của vỏ xương của ống tủy. Và tổn thương xuất phát từ ống tủy sẽ làm mỏng vỏ xương, tổn thương xuất phát từ trong vỏ xương sẽ làm dày vỏ xương, được chưa? Đây là một vị trí, cái này rất quan trọng, nên là các bạn nhớ chút cho mình. Cái yếu tố lâm sàng thứ hai chúng ta có thể được sử dụng đấy là cái vấn đề tuổi. Tuổi đây thì các bạn có thể nhìn thấy người ta chia làm hai nhóm tuổi, nhất là nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống và đến hai nhóm tuổi từ 30 tuổi trở lên. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái tổn thương màu xanh, đúng không? Các bạn thử ở đây màu xanh, một cái đèn cái pointer rất là kém, đúng không? Tổn thương màu xanh là tổn thương tính chất lành tính, tổn thương màu đỏ tổn thương ác tính, đúng không? Và các bạn nhìn thấy là gì, là hầu hết các tổn thương ở dưới 30 tuổi, những cái nhóm người dưới 30 tuổi thì là tổn thương màu xanh, tức là lành tính, đúng không? Và tổn thương màu đỏ thì tôi thấy nó mà chủ yếu là trên 30 tuổi. Cái là một cái điều rất là quan trọng, đúng không? Tại vì sao mình nhớ được là gì? Chúng ta không chẩn được, chúng ta phải đoán, đúng không? Đây là chuyên ngành chẩn đoán, chẩn và đoán, đúng không? Không chẩn được, chúng ta đoán. Thì những cái tổn thương, ví dụ các bạn gặp bệnh nhân mà dưới 30 tuổi chẳng hạn, đúng không? Các bạn đang phân vân giữa một tổn thương lành tính và ác tính, đúng không? Thì dĩ nhiên là gì? Chúng ta nên chọn một cái nó an toàn hơn cho lành tính. Lý do sao thì là vì cái lứa tuổi này thì nó hay gặp lành tính hơn, đúng không ạ? Cái nhiều lúc nó cũng là mang tính chất là nó thì nghe có vẻ nó giống như thầy bói, đúng không? Nhưng mà thực sự là nhiều lúc mà chúng ta phải dựa vào cái điều đó. Đấy là vấn đề về tuổi. Tiếp theo là các cái dấu hiệu mà nó tạo ra cái đặc điểm hình thái của tổn thương, đúng không ạ? Đặc điểm hình thái của tổn thương đầu tiên thì là cái sự thay đổi của cấu trúc xương. Sự thay đổi của cấu trúc xương thì nó cũng rất đơn giản, chỉ có ba loại. Đấy là gì? Các bạn phân định đấy là gì? Đấy là tiêu xương, đấy là đặc xương hay là hỗn hợp vừa tiêu xương vừa đặc xương, rất đơn giản, đúng không? Thì đối với các loại tiêu xương thì nó được định nghĩa là do u gây phá hủy xương, hoặc là do tăng áp lực thứ phát, hoặc là do tăng hoạt động của tế bào gây ra những hủy xương, được tiêu xương và hỗn hợp.
chúng ta sẽ thấy được cái mật ung thư xương này rõ hơn nếu như nó xuất hiện ở khối u của vỏ xương. Vì sao? Thì nó cái mật độ của cái ung thư, cái mật độ ở cái vỏ xương nó cao hơn rất là nhiều so với cái vùng tủy, đúng không? Hoặc là tổn thương tiêu xương mà gặp ở cái vùng xương đặc thì nó sẽ dễ hơn là cái vùng xương sốt, đúng không? Thì cái tổn thương tiêu xương nó được mô tả bởi cái Lockwood, nó gọi là Lockwood classification. Thì nó gồm có ba loại, là bản đồ, một gặp là thẩm thấu. Thì thực sự là gì? Trước khi mà đi vào các cái loại từng loại một ấy, thì tôi nói trước cho các bạn là gì? Là các cái phân loại nó chỉ để làm gì? Để chúng ta xác định được mức độ tiến triển của tổn thương thôi, chứ nó không có tính đặc hiệu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái loại bản đồ hay là hoạt gặp hay dạng thấm chẳng hạn, nó không giúp chúng ta nói là đây là cái gì, hay là đây là viêm, hay đây là chấn thương, hay là gì cả. Nó không thể nói chúng ta biết được cái điều đó, nó không đặc hiệu. Nhưng mà nó giúp chúng ta xác định được cái mức độ tiến triển là lành tính, là mức độ tiến triển chậm, trung bình, hay là tiến triển nhanh hoặc là rất nhanh. Vậy câu hỏi đặt ra của các bạn là gì? Tại sao nó chả có đặc hiệu gì cả thì việc quá nhiều người để quan tâm, đúng không? Nhưng mà tự nhiên không hẳn là tự nhiên mà người ta lại đưa ra cái sử dụng cái phân loại này, thì nó giúp cho chúng ta chuyên lượng cho người bệnh, đúng không? Chuyên lượng người bệnh rất quan trọng. Vì sao? Vì trong thực hành lâm sàng, lát nữa các bạn sẽ thấy là gì, là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi được đến tận cùng của chẩn đoán. Ngay cả khi chúng ta sử dụng tất cả những cái gọi là vũ khí có trong tay, X quang, CT, các lớp vi tính cộng từ hay là xạ hình xương, đều không thể đưa ra được cái kết luận cuối cùng về bản chất của tổn thương. Khi đó thì những cái dấu hiệu như này thì giúp chúng ta xác định được mức độ tiến triển, và khi đó chúng ta sẽ đưa ra được tiên lượng cũng như là cái thái độ theo dõi hoặc là thái độ hành động tiếp theo trong người bệnh, đúng không? Bây giờ mình sẽ đi vào lần lượt từng cái loại tổn thương một. Đầu tiên là cái loại một là tích một, thì có tích một A. Tích một A thì cái nghĩa là gì? Rất đơn giản, nó là một cái tổn thương tiêu xương và có cái nền tảng xương, tiêu xương của nền xương, còn nhớ giúp nhé. Đây, ví dụ các bạn nhìn thấy đây là một tiêu xương, đúng không? Và có cái nền tảng xương rất là rõ ràng, đúng không? Thì những cái loại này nó gợi ý là gì? Gợi ý là cái tổn thương nó rất ít phát triển. Và nếu như mà các bạn nhìn thấy cái tổn thương loại tiếp một hai này thì chắc chắn tổn thương là lành tính. Đấy là cái loại tiếp duy nhất có tính đặc hiệu của cái loại huyết, đúng không? Tức là gì? Tiếp một A là tiếp sẽ có chúng ta sẽ kết luận ở đây là tổn thương lành tính. Thế tiếp một B thì sao? Tiếp một B thì nghĩa là có tổn thương tiêu xương và không có nền tảng xương, không có nền tảng xương. Đây, các bạn nhìn thấy đây, các tổn thương tiêu xương, nhưng mà khác lúc nãy chúng ta thấy là gì? Là nó không có nền tảng xương xung quanh, đúng không? Và nó gợi ý cho chúng ta là gì? Một cái tổn thương ở tiến triển trung bình. Mặc dù vậy thì nó không có cái tính đặc hiệu gì cả, có nghĩa là có thể gặp tổn thương lành tính, có thể ác tính, có thể là viêm, đúng không? Nghĩa là không có cái tính đặc hiệu, nhưng mà nó gợi ý một cái tiến triển mức độ trung bình. Thế còn tiếp theo là cái tính của C. Tính của C thì nghĩa là gì? Là tổn thương tiêu xương và bờ mờ, đúng không? Bờ mờ. Sẽ có rất nhiều người là hoặc là đặt câu hỏi là gì, là cái bờ mờ là cái quái gì, đúng không? Không hiểu bờ mờ là gì, bờ rõ là gì, đúng không? Vậy tôi sẽ nói giải thích luôn cho các bạn để các bạn có thể là gì phân định một cách rõ ràng bờ mờ và bờ không mờ, đúng không? Hay là bờ rõ. Bờ mờ là gì? Là chúng ta sẽ không xác định được cái vùng rõ ràng, cái phân định của cái giới hạn của thương. Ví dụ như ở cái vùng này, tôi chỉ vào đây, sẽ có những bạn bảo là gì? Đây là cái vùng xương lạnh. Nhưng sẽ có những bạn bảo là không, đây là cái vùng, theo tôi đây là vùng tổn thương rất là cái u. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ không xác định được, phân định được đâu là vùng lạnh và đâu là vùng u, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gọi đó là tổn thương bờ mờ. Ngược lại là gì? Các bạn nhìn thấy đây, các cái tổn thương ở đây, đúng không? Các bạn nhìn thấy là cái giới hạn của tổn thương rất là rõ ràng, đúng không? Các bạn, nếu mà tôi chỉ vào đây, các bạn gọi đây là vùng xương lạnh, nếu tôi chỉ vào đây thì các bạn gọi là đây là vùng tổn thương, đúng không? Thì nghĩa là đây là tổn thương bờ rõ, đúng không? Thế còn giả sử những cái trường hợp này là, đúng không? Tôi chỉ vào những cái vùng này, các bạn sẽ thấy là gì? Rất khó để mà có thể nói là đây là vùng xương lạnh hay là vùng u, vùng tổn thương. Thì khi đó các bạn nói với tôi là gì? Đây là tổn thương bờ mờ, được chưa? Và những cái tổn thương bờ mờ như này thì nó gợi ý
mặc dù vậy thì cũng giống như là cái tổn thương giống như là cái tổn thương tip 1B thì cái tổn thương tip 1A này nó cũng không đặc hiệu, nó có thể gặp trong tổn thương ác tính, có thể gặp trong tổn thương viêm, cũng có thể gặp trong các tổn thương mà lành tính cũng có thể gặp. Cái loại đấy là loại tip 1 đúng không? Tip 1 thì có những cái gì ạ? Bạn đứng ngồi bàn số 2 bạn đang đã cầm em đi. Tip 1 cũng bao gồm những cái gì ạ? Một A, một B, một C. Thế một A là gì ấy? Bạn đứng ngồi bên cạnh ấy. Một A là như nào mình nghĩa là gì ấy? Phần một A em chưa đến. Hả? Phần dạng một A em chưa đến. Phần một A là phần em chưa đến ạ. Bạn này đến chưa? Em đến là phần một gì? À, giữa một A. Ok. Thế một A là gì ấy? Thế là một B đến rồi đúng không? Thế một B là gì ấy? À, không đặt như một A, không đặt như một A nghĩa là gì? Bằng thì luôn nét đi. Loại một B là có hình ảnh cơ xương mà không có bên đặc xương. Không có bên đặc xương mà có bờ như thế nào? Có bờ có. Ừ, gợi ý là gì? Chúng tôi như nào? Tiến triển như nào? Trung bình. Trung bình đúng không? Thế bạn giữ áo sọc đen vàng hay màu C màu chưa? Ờ, bờ mờ gợi ý thế nào ấy? Nhưng mà tôi rất thích những bạn là tham học. Những bạn nào ngồi trong lớp cứ gật đầu liên tục này, tôi rất thích các bạn. Có những thầy không nói gì cả, thấy cũng gật đầu là mình cũng rất là thích. Nên là các bạn được cái tinh thần đúng không? Ai mà tham học quá tôi cũng rất hài lòng. À, đấy là về một năm về OC, được chưa? Các bạn đã nhớ hết rồi đúng không? Một cái là gì? Cái của những tiêu xương, của huyền đặc xương. Gợi ý lạnh tính, đúng không? Cái tiêu xương, không có huyền đặc xương. Bờ rõ, nó phát triển trung bình, còn cái tiêu xương bờ bờ nghĩa là gì, nó phát triển rất là nhanh, đúng không? Tiếp theo ta sẽ sang cái tiếp thứ hai. Tiếp hai là gì? Là các cái tổn thương nó gọi là dạng mọt gặp. Mọt gặp nghĩa là các cái tổn thương mà chúng ta gặp ở cái vỏ xương nó là các cái lỗ rất là nhỏ, đúng không ạ? Rất là nhỏ, bờ thì nham nhở và có thể kết nối với nhau. Đấy. Ví dụ chúng ta nhìn thấy ở đây các cái vỏ xương và bờ rất là dài, có những cái lỗ rất là nhỏ, đúng không? Và nó nham nhở. À, và các tổn thương này thì nó gợi ý là một tổn thương rất xâm lấn, thì tuy nhiên nó không lành, không nó cũng không phải là tổn thương có tính đặc hiệu, có thể là viêm, có thể là ác tính, có thể là lành tính. Thế rồi cái tip 3 này sao? Tip 3 nó gọi là dạng thâm. Cái loại này thì nó gọi là một cái gợi ý của tổn thương rất tiến triển. Vì sao các bạn? Các bạn nhìn thấy đây nó giống như là cái nước nó thấm vào cái vỏ xương, và người ta thấy rằng là gì, là cái tổn thương này thì nó tiến triển. Vì sao? Vì thông thường nếu như tổn thương nó tiến triển từ từ, đúng không? Thì nó có cái thời gian, có thời gian để làm cho cái vỏ xương nó mọc đi hoặc là phá hủy cái vỏ xương để mà nó phát triển ra ngoài, đúng không? Còn đây là gì, thời gian cái tổn thương là tiến triển rất là nhanh, nó không có thời gian để mà nó phá hủy cái vỏ xương, nó còn thấm vào cái vỏ xương. Đấy. Do vậy cái tổn thương này nó chỉ xuất hiện trong, nó gọi là gì, tổn thương rất tiến triển rất là nhanh, đúng không? Mặc dù vậy cũng phải gặp trong ác tính, cũng phải gặp trong viêm hoặc là tổn thương lành tính gây hấp thụ xương nhanh, không có gì đặc hiệu, nhấn mạnh là không có đặc hiệu. Vậy thì tóm lại là gì? Cái tip đối với trong tất cả các tip thì cái tip 1A là cái tip duy nhất mà các bạn có thể nói là tổn thương lành tính, đúng không? Và nó không đi kèm với các tip khác. Và trong một số các tổn thương thì nó có thể bao gồm tip 1, tip 2, tip 3 phối hợp với nhau, không nhất thiết là phải chỉ có một loại tip 1A hoặc chỉ một tip 1B hoặc tip 1C, đúng không? Xin lỗi, không có tip 1A. Đây, và tổn thương tip 1A là cái tip mà nó lành tính, đúng không? Một tổn thương tiêu xương và có huyền đặc xương, đúng chưa? Thế còn các cái tổn thương khác thì chỉ đánh giá, giúp đánh giá mức độ tiến triển thôi. Ví dụ 1B là trung bình, 1C, 2 và 3 là mức độ tiến triển. Và người ta thấy rằng thì là các bạn không nên đặt ra cái sự phân biệt là à đây là tip 2 và tip 3. Vì sao? Thì cả hai cái tip này nó đều là gợi ý với tổn thương rất tiến triển, đúng không? Và chúng ta không quá là quan trọng cái chuyện là à đây là nó gặp hay là thấm, và không cần thiết phải để ý cái điều đó. Và cái sự phân biệt này tôi đã nói lúc nãy là gì, là để cho giúp cho chúng ta có cái thái độ theo dõi của người bệnh, đúng không? Ví dụ như là nếu mà các bạn nhìn thấy một cái tổn thương mà tiêu xương có cái huyền đặc xương này, các bạn chắc chắn là lành tính. Các bạn thậm chí là gì, không cần theo dõi, đúng không? Và các bạn bảo là không cần phải can thiệp gì vào đó cả, đúng không? Thế tuy nhiên nếu như các bạn gặp một cái tổn thương
cương mà ở tip 2 hoặc tip 3, cái dòng cây tổn thương tính chất rất tiến triển, đúng không? Thì các bạn không nên là gì, không nên là bảo à thôi bác cứ ngồi chờ 6 tháng nữa quay lại, ta theo dõi 6 tháng nữa quay lại, đúng không? Vì là tổn thương rất tiến triển, cho nên là chúng ta phải có cái thái độ là gì, phải tìm ra ngay cho người ta xem là đây là tổn thương loại gì, đúng không? Là viêm hay là u hay là lành tính hay ác tính. Thế còn ví dụ như tổn thương ở vùng B tính chất trung bình, phát triển trung bình thôi, thì chúng ta có thể là theo dõi ở cái thời gian nhất định của nó, đúng không? Thì cái này nó có giá trị là như vậy. Đấy là về phần tiêu xương, có cái lock quick, đúng không? Tiêu 1, tiêu 2, tiêu 3. Tiếp theo là về đặc xương. Đặc xương thì nó không quá phức tạp cái tiêu xương. Đặc xương là gì? Là chúng ta thấy là nó tăng cái mật độ lên, hoặc tăng mật độ của cái xương lên, đúng không? Nó là do có thể do cái sự phản ứng của xương lành, nó kích thích bởi cái sự tiêu xương của tổn thương, hay là một cái ma trận xương gặp trong các u lành, xương lành ác tính, hoặc là hoại tử trong cái gặp trong cái viêm xương tủy, rất đơn giản. Và cái loại số 3 đấy là loại vừa tiêu xương vừa đặc xương. Đó, các bạn nhìn thấy đây, tổn thương nó vừa đặc tăng mật độ, nhưng mà có những vùng nó xen kẽ, cái vùng nó giảm mật độ là vùng tiêu xương, đúng không? Và khi nghĩ đến các cái tổn thương này, thấy cái tổn thương này thì trong đầu các bạn nghĩ ngay đến là gì? Một là tổn thương viêm xương tủy tiến triển, hai là một cái sắc cô ác tính, đúng không? Chúng ta không có chỗ cho cái chuyện là gì, là tổn thương lành tính, đúng không? Một là sắc cô ác tính, hai là tổn thương tiến triển. Đấy là về các cái sự thay đổi của mật độ xương, đúng không? Mật độ xương thay đổi có mấy loại ấy? Thế như loại nào? Em có đến không? Thế như lúc nào? Thế có những loại gì ấy? Thay đổi mật độ xương thì có những loại gì? Giảm mật độ xương thì gọi là gì? Em hào tím à? Ba loại là loại gì ấy? Phối hợp là như nào? Nó gợi ý cái gì? Khi nghĩ đến cái thực vừa tiêu xương vừa đặc xương như vậy, chúng ta sẽ nghĩ đến những loại gì? Sắc ngón tính là gì? U xương tủy à? Viêm đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái phản ứng mạc xương. Phản ứng mạc xương thì chúng tôi đã nói lúc nãy, tức là gì? Tổn thương bình thường, xương bình thường ta sẽ không nhìn thấy cái mạc xương, đúng không? Khi nào có cái phản ứng mạc xương thì khi đó thì chúng ta sẽ mới nhìn thấy được cái mạc xương, và nó gợi ý là nó sẽ thấy, nó gợi ý chúng ta là gì? Cái xương đó bất thường, đúng không? Vì cái phản ứng mạc xương nó sẽ cho chúng ta cho chia được hai nhóm. Nhóm nhất là nhóm tổn thương phản ứng mạc xương liên tục, và thứ hai là nhóm xương gián đoạn. Trong cái nhóm liên tục chúng ta sẽ có là gì? Cái vỏ có phản ứng mạc xương mà vỏ xương vẫn bình thường, hoặc là gì, vỏ xương thì phá hủy. Và ở đối với nhóm gián đoạn, ta có các cốt men và vết thương của ngoài xương, thì ta sẽ đi vào lần lượt. Nhưng trước khi ta đi vào lần lượt của cái phản ứng mạc xương ấy, tôi cũng nói là gì, nó giống như là cái lock quick ấy, nó không cho chúng ta cái đặc hiệu mà cho chúng ta biết được cái là gì, cái tính chất phát triển của tổn thương như thế nào. Ví dụ như là gì, ví dụ có cái tổn thương phản ứng mạc xương liên tục với vỏ xương bình thường, đây ta nhìn thấy đây có cái kể là có gì thành thể đặc, đúng không? Thể đặc tức là thì toàn bộ cái vỏ xương nó dày, nó đặc lên, đúng không? Dày lên, và nó gợi ý là một cái tổn thương tiến triển rất chậm và lành tính, đúng không? Hoặc là gì, một cái tổn thương nó dạng một lá, tức là cái mạc xương nó bong ra, nó tạo thành cái dải rất là mỏng, đấy, dải rất là mỏng chạy dọc theo cái vỏ xương, đúng không? Thì tổn thương này gợi ý là một cái tiến triển mức độ trung bình. Thế còn loại tiếp theo là gì? Là loại vỏ hành. Các bạn nhìn thấy nó giống như là cái vỏ hành tây, đúng không? Nó có rất nhiều lớp. Nó gợi ý là gì? Là cái tổn thương này nó tiến triển mức độ tương đối nhanh. Vì sao lại như vậy? Vì là cái thấy rằng là gì, cái màng xương nó bong ra, sau đó là gì, nó sẽ có cái phản ứng tạo xương mới ở phía dưới, nó lại tạo thành một cái lớp mới, và lớp mới lại bong ra tạo thành một cái lại có một lớp khác, đúng không? Nghĩa là gì, là cái tổn thương tiến triển rất là liên tục, đúng không? Tiếp theo là loại cua gai. Các bạn nhìn thấy đây, tổn thương này nó vu góc với cả thân xương, nó giống như là cái gai họ vu góc với thân xương. Thì cái này gợi ý là gì? Tổn thương tiến triển phát triển rất là nhanh, đúng không? Tổn thương tiến triển phát triển rất là nhanh, và cái sự phối hợp giữa các cái dấu hiệu với nhau thì đưa cho chúng ta có thể đi đến một cái định hướng rất là rõ ràng. Ví dụ tổn thương này các bạn nhìn thấy đây là tổn thương thuộc về nhóm nhỉ, về mặt độ xương hỗn hợp, đúng không? Hỗn hợp thì các bạn sẽ nghĩ hai nhóm nhỉ, một cái là tổn thương ác tính, đúng không? Một cái là viêm xương tiến triển, đúng không? Tuy
nhiên các bạn nhìn thấy đấy, cái ngoài cái chuyện là gì, ngoài chuyện tổn thương này vừa tiêu xương vừa đạp xương, các bạn lại còn thấy là gì, phản ứng đúng không? Cái phản ứng mạc xương dạng U2 đúng không, rất là rõ đúng không? Thì kết hợp cả hai cái đấy chúng ta phải nghĩ đến là gì, nghĩ đến là một tổn thương ác tính trước, chúng ta không nên nghĩ đến viêm đúng không, nghĩ ngay là gì, à ác tính đúng không? Đấy, nghĩa là gì, kết hợp cả hai cái rất là kinh khủng với nhau đúng không? Một cái là hỗn hợp và một cái là kèm theo là tổn thương gai nữa, thì các bạn sẽ nghĩ đến là nó ác tính chứ không thể nói là tổn thương viêm được. Thế còn cái nhóm là vừa rồi là cái nhóm mạc xương còn liên tục, là xin lỗi, cái vỏ xương còn liên tục. Tiếp theo là cái nhóm mà nó có phản ứng mạc xương vẫn liên tục nhưng cái vỏ xương nó bị phá hủy. Thì cái này nó gợi ý là gì? Nó gợi ý là các cái tổn thương tiến triển trung bình hoặc là chậm và lành tính, đúng không? Cái này cũng đơn giản thôi. Thế còn cái nhóm tiếp theo là cái đấy, các bạn nhìn thấy cái này, mạc xương vẫn còn liên tục. Đấy. Còn cái nhóm tiếp theo là cái nhóm mà nó mất liên tục, cái mạc xương nó mất liên tục. Đấy. Thì nó sẽ gặp trong cái nhóm là gì? Nhóm tạo thành góc cốt men, cái góc này gọi là góc cốt men. Đấy, thì cái góc cốt men này nó bản chất là gì? Bản chất là do cái phản ứng mạc xương dạng vỏ hành, đúng không? Song song đó thì toàn bộ cái vỏ hành nó bị phá hủy ra, vì sao? Vì cái khối u này, cái tổn thương nó phát triển rất là nhanh, nó phát triển rất là nhanh, nó phá hủy cái vỏ hành ở giữa và nó tạo thành các cái và cái mạc xương phần còn lại nó tạo thành cái góc, đúng không? Tạo thành cái góc gọi là góc cốt men. Hay là gì? Sự mất liên tục của gai xương, tức là về trước đây thì nó cũng có các cái phản ứng mạc xương vô góc với gai xương, nhưng mà tổn thương nó cũng rất là phát triển rất là nhanh và nó phá hủy luôn cả gai xương, đúng không? Thì cả hai nhóm này đều là đấy là gì, phát triển rất nhanh và rất mạnh, đúng không? Chúng ta sẽ nói là gì, hay gặp ở các u ác tính. Vậy tóm lại nó có nhiều loại đúng không, phản ứng mạc xương nhiều loại, nhưng các bạn sẽ nhớ cho tôi một cách rất đơn giản là gì, là cách tổn thương gián đoạn ấy, thì chắc chắn là nghĩ ngay đến ác tính tiến triển nhanh, tức là góc cốt men rồi là phá hủy gai xương, đúng không? Thế còn cái nhóm mà liên tục thì sao? Thì chúng ta sẽ lưu ý là cái nhóm không vỏ hành mà cô gai thì nó tiến triển rất là nhanh. Thế còn những cái nhóm còn lại như thể đạp cái mục lá vỏ mỏng hay vỏ dày, đúng không, thì nó tiến triển chậm và trung bình, đúng không? Đấy là tóm lại là như vậy thôi, rất là dễ, đúng không? Tiếp theo là đến cái ma trận của u. Tại sao cái ma trận của u nó quan trọng? Lát nữa các bạn sẽ học khoảng 11 những u lành tính khác nhau, đúng không? Nó cũng là một cái rất là đau đầu, còn nhớ được cái tên thôi đã có rồi, chứ không nói gì đến chuyện là biết là cái u này là u gì, đúng không? Tuy nhiên đúng lắm, các bạn sẽ để ý là gì, là cái u này nó sẽ có cái nguồn gốc phát triển khác nhau, nó có thể xuất phát từ tế bào xương, nó có thể xuất phát từ tế bào sụn hay xuất phát từ tế bào sơ, và các cái ma trận của cái u này thì nó sẽ giúp chúng ta hướng đến là gì, là cái u này có nguồn gốc xuất phát từ cái nhóm tế bào nào, đúng không? Cụ thể là đây là ma trận xương thì nó sẽ xuất phát từ các cái tế bào tạo xương. Ma trận xương thì nó sẽ có cái hình ảnh đầu tiên là hình ảnh kính mờ, đúng không? Giống như là kính cụt này, các bạn nhìn thấy đây ở phía cửa lớp ra vào, chúng ta hướng vào cửa lớp vào đây, đây chính là cái hình ảnh kính mờ, kính nó cụt cụt này, các bạn nhìn thấy đây nó giống như là kính cụt này, đúng không? Thì nó là điển hình của một cái loạn sản sơ xương và một cái u sơ không vô hóa. Tiếp theo là dạng đám mây, đúng không? Như chúng ta nhìn thấy đây, đấy, ví dụ cũng đấy, chúng ta thấy là rất là giống các cái đám mây, đúng không? Thì hay gặp trong các cái osteosarcoma và osteoblastoma. Thế còn cái loại tạc xương dạng hà thì nó hay gặp trong các cái tổn thương di căn hoặc là các cái đạo trong lành tính. Một cái nữa là ma trận sụn. Ma trận sụn thì các bạn lát nữa sẽ gặp là rất nhiều các tổn thương u trận sụn, đúng không? U trận sụn chúng ta sẽ thấy là gì? Là nó có các cái vôi hóa ở bên trong này, dạng chấm hay là dạng hà, đúng không? Này nó gợi ý cho chúng ta là gì? Là cái u này có nguồn gốc từ sụn, có nguồn gốc từ sụn. Nhưng mà sau tất cả, đúng không? Thì cái này là cái mà tôi muốn các bạn nhớ nhất. Đấy là gì? Là chúng ta phân biệt giữa một cái tổn thương lành tính và tiến triển. Đối với muốn tôi chỉ mong như vậy thôi. Sau đây các bạn học các cái thể loại khác, ví dụ là các bạn học về các cái loại u như u tế bào khổng lồ, u da xương trùng mạch, các bạn học chỉ để các bạn thi qua thôi. Thế còn cái này thì hy vọng là các bạn sẽ nhớ được để các bạn làm gì, có thể có thể nhận định là đây là tổn thương lành tính hay là tổn thương tiến triển, đúng không? Tại vì nhiều lúc là bệnh nhân người ta chỉ quan tâm mỗi cái ở đây em u lành u bác của bác chấm hết, đúng không? Chứ còn để nói là thế bên của bác là một cái năng xương bình mạch của bác, một cái u tế bào khổng lồ, người ta nghe không hiểu gì cả, người ta nói cái cuối cùng là u lành u bác của bác, đúng không? Người ta chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi, đúng không? Vậy thì các cái dấu hiệu gợi ý lành tính là gì? Giống như anh ta vừa học xong nãy giờ, đúng không? Tổn thương có bờ đề, đúng không? Có thể có viền đặc xương mỏng, không phá hủy vỏ xương, không có phản ứng mạc xương, không xâm lấn và tiến triển ổn định sau các lần thăm khám. Thế còn tổn thương tiến triển là gì?
bờ mờ đúng không? Rồi là gì? Không có việc gặp xương, phá hủy vỏ xương, có phản ứng mạng xương, xâm lấn phần mềm và tăng lên rất là nhanh hoặc là tăng lên thay đổi sau những cái lần chúng khác nhau đúng không? Đấy là cái mà chúng ta nhận diện. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh là gì? Cái tổn thương tiến triển không đồng nghĩa ác tính, không đồng nghĩa ác tính đúng không? Tổn thương tiến triển nó bao gồm là gì? Có thể là ác tính, có thể là viêm hoặc là một cái tổn thương lành tính nhưng mà phát triển nhanh, thấy chưa? Chúng ta không đánh đồng cái chuyện là gì tiến triển hoặc ác tính, đấy là chắc chắn đúng không? Trong lúc này dặn dò bệnh nhân cứ là bác sĩ làm gì ăn gì chơi gì cứ thoải mái đi đúng không? Bán hết nhà chơi buổi rồi vẫn chưa thấy vậy chúng ta sẽ phải bắt đề ra đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào bài đúng không? Sau một khô một hồi mất 30 phút đồng hồ đúng không? Để nói không hiểu là cái đồng đấy nó có áp dụng gì được cho cái bài ngày hôm nay không đúng không? Thì cái mục tiêu của chúng ta là gì? Là chẩn đoán phân biệt các tổn thương lành tính và tổn thương ác tính rất đơn giản đúng không? Và đơn giản hơn nữa là gì? Chúng ta có trong những tổn thương lành tính này chúng ta có khoảng 11 đồng chí tổn thương lành tính khác nhau. Vậy giờ là sao phải không biết được một cái đồng chí u này? Đấy, các bạn thấy một số bạn đầu con đầu bắt đầu ngủ rồi thôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đọc sách trước, rồi sau đó tôi sẽ giảm lần lượt, đúng không? Mình đọc sách trước, bây giờ mình học theo kiểu gọi là tích cực, đúng không? Đọc sách sau đó là tra khảo thì đáo, sinh viên đọc sách. Thì các bạn chia giúp mình đơn giản thôi, làm 3 cột. Cột thứ nhất là tên của tôi. Cột thứ hai các bạn quan tâm đến cái gì? Các bạn quan tâm đến vị trí của u nhé. Cái cột số 2 là vị trí rất quan trọng, các bạn xem mình nó nằm ở chỗ nào trong sách người ta sẽ nói. Và cột số 3 là gì? Cột số 3 các bạn mô tả là hình thái, các bạn xem là hình thái. Thế tôi lưu ý các bạn là gì? Vì đây là tất cả u đều là lành tính đúng không ạ? Lành tính có nghĩa là nó sẽ mang cái đặc điểm chung của lành tính thì các bạn bỏ hết luôn đúng không? Ví dụ như là gì? Đều có biển đặt xương mỏng, bỏ xương, không bị xâm lấn, phản ứng không có phản ứng màng xương, không xâm lấn được mềm, bỏ hết luôn. Vì sao? Vì tất cả u đều lành tính mà, thì nó đều có các tổn thương như vậy. Chúng ta bỏ hết luôn, các bạn chỉ xem là có cái đặc điểm nào không nằm trong cái nhóm này không thôi, đúng không? Nghĩa là gì? Chúng ta cũng nhặt ra những cái nào nó đặc trưng nhất của u thì chúng ta đưa vào, đúng không? Cái thì thế mới cần các bạn phải đọc sách, đúng không? Và nếu như các bạn đọc sách thì để gọi là chỉ để đọc thôi thì nó sẽ không có giá trị, đúng không? Thế vậy thì cột thứ nhất là vị trí, cột thứ hai là đặc điểm, bỏ hết các cái phần lành tính đi, được chưa? Chỉ nhặt những cái nào nó đặc biệt. Thế còn cái tuổi thì sao mà chúng ta không quan tâm? Tuổi thì sao chúng ta quan tâm đúng không? Vì tôi như tôi nói lúc nãy rồi đúng không? Hầu hết các u lành tính nó đều dưới 30 tuổi. Lát nữa các bạn học các bạn sẽ thấy toàn tuổi thiếu niên, người trẻ vân vân đúng không? Có nghĩa là gì? Nó sẽ giống nhau. Trong cái nhóm lành tính thì nó sẽ giống nhau, nên là chúng ta không quan tâm được gì cả. Chúng ta bỏ luôn cả cái phần tuổi đi, đúng không? Một là vị trí, hai là đặc điểm, và đặc điểm bỏ hết các phần lành tính, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm những cái đặc điểm thôi. Đấy các bạn, một đặc điểm đấy. Đúng rồi. Ai không có sách thì có thể thuê sách của các bạn. Các bạn nên kẻ bản nhé, đừng là như các anh đi trước cạch đúng tung vào trong sách, sau đó bây giờ lúc mà sách hết cả sách. Cái này nó có giá trị cái gì là các bạn có thể mang vào phòng thi nghiên cứu đúng không? Nó nhanh hơn là chúng ta mang sách vào hơi to. Thế bây giờ thi là dùng là tablet đúng không? Tên u là một nha, vị trí và đặc điểm hiển hình nhé. Sẽ nhanh thôi, không mất thời gian của bạn quá.
đúng không? Cái tỷ lệ rất là cao, 1/3, đúng không? Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy các cái bệnh nằm trong cái bệnh cảnh của hội chứng này thì chúng ta phải cẩn thận hơn. Vì sao? Thì nó hoàn toàn có thể chuyển dạng ác tính, đúng không? Và khi đó cái thái độ điều trị chúng ta sẽ khác. Điều trị thì là gì? Nạp xương và ghép xương. Ví dụ trường hợp này ta thấy là vì có rất nhiều cái tổn thương dạng tiêu xương, đúng không? Nằm ở các cái đốt bàn ngón và các đốt ngón gần, đúng không? Với tính chất là lành tính, đúng không? Không hề có phá hủy xương, không có xâm lấn phần mềm, không có mặt xương, vân vân, đúng không? Tuy nhiên không hề có vô hóa, đúng không? Và đó là lý do vì sao người ta cho chụp cổng từ và nó, các bạn nhìn thấy đây, tăng tín hiệu như này, đúng không? Nó tăng tín hiệu như này thì nó gợi ý cái nguồn gốc sủng ở bên trong của tổn thương. Đúng không? Thì khi mà chúng ta phối hợp giữa X quang và cổng từ như này thì chắc chắn là chúng ta một điều thì đây là chúng ta đang gặp là một cái tổn thương u sụn, đúng không? Nhiều vị trí nó là u gì đấy, nào chắc? Nó là bệnh gì? Cholie, đúng không? Cholie. Thế còn đây là một bệnh nhân khác, nó bị bệnh nhân là bị gãy xương do một cái tổn thương của nhân u vô sụn ở cái xương cánh tay. Các bạn nhớ nhé, ngoài cái đốt bàn tay và bàn chân ra thì cái u sụn hay gặp ở cái xương cánh tay và xương đùi, đúng không? Chúng ta thấy là nó còn có cả cái vô hóa phần mềm, nó gợi ý u máu, nó gợi ý là hội chứng nhỉ? Và trong trường hợp này chúng ta phải xem là tổn thương này nó có biến chuyển, nó chuyển ác tính hay không. Đấy là cái quan trọng, đúng không? Chứ không phải cần phải là hội chứng hay là bệnh gì cả. Đó là xem nó có phát triển ác tính hay không. U gì đây? Anh gái đồ bàn của bạn, anh gì? Hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là trồi xương. Lý do vì sao? Bà nói rất là chuẩn, các em nhìn thấy nó giống cái chồi xương, cái chồi nó gọi là chồi xương, đúng không? Cái tên của nó, của cái u này nó có hai tên, có một cái osseous chondrome, một cái osseous, tức là gì là chồi xương hoặc là u xương sụn, đúng không? Đấy thì cái các cái dấu hiệu mà điển hình của nó là gì? Đấy là cái việc mặt vị trí nó rất hay gặp ở quanh gối, đúng không? Và tiếp theo là chúng ta thấy là gì, là một cái tổn thương mà cái hình chồi xương, vỏ xương liên tục với vỏ xương lành và xương xốp liên tục với xương xốp của cổ xương, và nó thường phát triển ngược hướng với khớp. Đấy, đây là những dấu hiệu mà chúng ta cần phải nhớ, đúng không? Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này, chúng ta thấy là gì, đây là một cái tổn thương nó phát triển lồi ra ngoài giống như cái chồi xương. Đấy là cái lý do nhất mà chúng ta nghĩ đến, đúng không? Lý do thứ hai là chúng ta thấy là gì, cái vỏ xương của tổn thương này nó liên tục với vỏ xương lành, và cái tủy xương này cũng liên tục với tủy xương lành, đúng không? Lý do vì sao lại như vậy? Vì người ta thấy rằng là cái tổn thương chồi xương này nó là một cái sụn tăng trưởng ở lạc chỗ, đúng không? Sụn tăng trưởng lạc chỗ có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ phát triển theo cái sự phát triển của cái xương, đúng không? Và cái tính chất của nó thì nó không khác gì so với cả cái xương mẹ mang nó, tức là vỏ xương liên tục vỏ xương lành và xương xốp liên tục với xương xốp của cái xương lành, đúng không? Và nó có xu hướng là thường nó phát triển ngược hướng so với cả cái từ chiều so với cái khớp, đúng không? Đấy là cái đặc điểm của nó cần phải nhớ. Và nó có một phần dưới 1% là cần phát triển cái sắc cổ sụn. Trường hợp khác, các bạn thấy là một cái bệnh nhân có một cái khối nằm ở cái xương cánh tay, thân cánh tay, nó cũng phát triển lồi ra phía bên ngoài, đúng không? Và gì cái vỏ xương cũng liên tục với vỏ xương lành, và cái tủy xương này các bạn nhìn thấy nó cũng liên tục với tủy xương lành. Nó gợi ý là một cái chồi xương, đúng không? Là đây một trường khác cũng gặp ở cái xương cánh tay, đúng không? Bệnh nhân đến khám là gì thì có một cái cục nó lồi lên ở xương cánh tay. Thì cái này thực ra thì nếu như các bạn hỏi thì nó sẽ có từ lâu, đúng không? Nhưng mà lý do bệnh nhân đến khám thì có thể là bệnh nhân bị đau hay là nó to lên, đúng không? Vì sao? Thì cái này nó chính là cái sụn tăng trưởng lạc chỗ, cho nên là nó sẽ phát triển theo cái sự phát triển của cái xương, đúng không? Và cái tên của nó là gì? Osteochondrome, nghĩa là nó có phần sụn ở bên trong, đúng không? Do vậy khi các bạn chụp cộng từ ấy, các bạn sẽ thấy đây cái phần trắng này. Đấy. Cái phần trắng nó sẽ bao xung quanh của cái phần xương, chính là gì, phần trắng nó gọi là sụn, đúng không? Và chúng ta sẽ không quan sát được ở trên những chụp X quang bình thường như này. Đấy, và cái mũ sụn, tức là cái chiều dày của sụn nó rất quan trọng trong cái việc là phân định là tổn thương này nó có lành tính hay là ác tính. Vì sao? Vì cái này có 1% quá trình ác tính, các bạn lưu ý cái điều đó. Vậy thì những cái dấu hiệu để nghi ngờ chuyển sang ác tính là gì? Là chồi xương xuất hiện ở trưởng thành, bờ không đều, ổ khúc xương bên trong, tiêu xương bên cận, khối phần mềm, và có cái quan trọng nhất là cái viền trụ nó rất là dày, trên 1 cm.
điều trị là gì? Cắt bỏ, và quan trọng nhất là phải lấy hết cái viền sụn xung quanh. Vì sao? Thì nếu mà còn cái viền sụn đấy thì nó sẽ tiếp tục tái phát. Đây là một trường hợp bệnh nhân có cái u trồi xương hay là cái osteochondrome ở cái vùng cổ xương đùi hai bên, đúng không? Theo các bạn thì đây là nó thấy nó thế nào? Nó lành hay nó ác, hoặc nghi ngờ rồi. Chắc chắn là như thế. Bạn đứng ở số 2 đang cắn móng tay. Theo em thì nhà em thấy là nên gặp trường hợp này. Đúng không? Nó không, các bạn nhìn thấy là gì? Cái bờ này nó rất là không đều, nó rất là nham nhở, đúng không? Nó có vẻ cái giới hạn của tổn thương nó không rõ ràng gì cả, nó không giống như cái chồi xương của chúng ta xem, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải làm việc tiếp theo, chúng ta sẽ phối hợp với các cái phương pháp chuẩn đoán khác, đúng không? Là gì? Các lớp vi tính, chúng ta thấy là cái tổn thương này nó phá hủy xương, nó xâm lấn vào phần mềm, và cộng từ đấy là gì? Là cái viền sụn này nó rất là dày. Nên trong một nghiên cứu thấy rằng là gì? Nếu một cái viền sụn mà trên 2 cm thì cái tổn thương ác, tổn thương này ác tính có độ nhạy là 98% hoặc là 100%. Đấy, nếu như mà cái viền sụn trên 2 mm chắc chắn là ác tính, đúng không? Đây, cái gì đây? Rồi, có thể các bạn là rất là rõ, đúng không? Vừa đọc sách xong rồi thở ra, khu nào thấy nói chuẩn luôn. Có học nó khác đúng không? Có gì đây là bạn Nam của bạn cuối cùng em đã kịp Nam xương nguyên pháp lý do vì sao ạ? Có là gì? Có là gì? Sách của họ là gì? Mảnh xương rơi, đúng không? Ok. Ngoài ra các bạn thấy có cái gì nó đặc biệt không? Vị trí nằm ở đâu? Ở trên cái kim này nó nằm ở đâu? Cái chuyện là sinh quay lên trụ không quan trọng, đúng không? Mà theo chiều dọc nó nằm ở đâu? Đây, cái tổn thương này cụ thể nó nằm ở đâu? Các bạn, đấy là lý thuyết thôi, thế còn cái cụ thể tổn thương này nằm ở đâu? Nó nằm ở thân xương, đúng không? Các bạn nhìn đây là cái trỏ xương. Cái cổ xương là cái ngay sát bên dưới. Và cái đây chủ yếu là nằm ở cái thân xương chứ, đúng không? Thế theo chiều ngang nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Trong ống tủy, đúng không? Lý do vì sao? Vì chúng ta thấy là gì? Nó là mỏng của vỏ xương, đúng không? Thế các bạn có thấy là nó mỏng đều với vỏ xương không? Có nghĩa là nó xuất phát từ trung tâm của ống tủy, đúng không? Nó xuất phát từ chính giữa của ống tủy mà nó phát triển đều từ hai bên, giống như là cái ví dụ ban đầu của tôi cho các bạn xem, đúng không? Đây cái tổn thương xuất phát từ trong ống tủy từ tận trung tâm, đã thấy là gì, nó sẽ là mỏng đều với vỏ xương hai bên, đúng không? Ngược lại là gì, cái tổn thương nó xuất phát cũng trong ống tủy, nó lệch trục thì nó sẽ là mỏng cái vỏ xương của bên thôi. Cái rất quan trọng, đúng không? Để lát nữa các bạn sẽ thấy là vì sao nó quan trọng. Thế còn đây chúng ta thấy là gì, là đây là một cái tổn thương tiêu xương, đúng không? Nó với tim mấy các bạn? Một gì ạ? Một A, đúng không? Vì sao nó là một tổn thương tiêu xương? Nó có cái gì viền đặc xương xung quanh, đúng không? Vậy ok, chúng ta yên tâm của nó lành tính rồi, đúng không? Bệnh nhân trẻ thì sao? Lý do? Hả? Lý do vì sao trẻ? Chúng ta vẫn thấy cái sụn tăng trưởng ở đây, đúng không? À, các nhìn thấy cái sụn tăng trưởng ở đây có nghĩa là gì? Bệnh nhân còn trẻ, đúng không? Đồng nghĩa là như vậy, đúng không? Tôi nghĩ là tôi vẫn đang còn một sụn tăng trưởng, đúng không? Tiếp theo là gì? Cái tổn thương nó nằm ở tủy xương, à xin lỗi, ở thân xương, đúng không? Và cái quan trọng nữa là gì? Nó nằm ở trong trung tâm của ống tủy. Và một cái nữa là gì? Chúng ta thấy nó có cái mảnh xương rơi ở vùng trọng, đúng không? Vậy thì các cái dấu hiệu gọi là đặc trưng của một cái băng ngang xương nguyên phát là gì? Đấy là nó nằm ở trung tâm và thường là nằm trung tâm của ống tủy, đúng không? Đấy là cái số 1. Cái số 2 là gì? Những cái như là thước xương bờ đều, xương mỏng như này là cái chúng ta không quan tâm, đúng không? Nó thường hay gãy xương bệnh lý và nó có thể tạo ra cái mạch xương rơi ở bên trong, đúng không? Đấy là những cái tôi vừa chỉ cho các bạn, đúng không? Về mặt điều trị của cái nang xương nguyên phát là gì? Là chúng ta
ta sẽ không điều trị gì khi nang xương đã phát triển. Có thể tiêm corticoid nó trực tiếp vào nang, đóng đinh đóng tủy, nạm vào ghép xương, tỷ lệ tái phát từ 30-50% và nó có thể tự biến mất sau gãy xương, đúng không? Đây là các cái ví dụ của một cái tổn thương nang xương nguyên phát. Các bạn thấy là gì? Cái tổn thương này nó nằm ở đâu ạ? Theo chiều dọc, nằm ở thân xương đúng không? Theo chiều ngang là gì ạ? Ống tủy cụ thể là gì ạ? Ở trung tâm đúng không? Các bạn nhìn thấy nó là mỏng đều cái vỏ xương hai bên, đúng không? Giới hạn thì tương đối rõ, cô nghe có thể gọi lót được kim cục B à, đúng không? Lót kim cục B thì chúng ta sẽ vào gặp ở bệnh nhân trẻ sẽ co, đúng không? Các bạn có thể đi đến một cái nang xương nguyên phát, và cái biến chứng gãy xương là rất hay gặp, đúng không? Gãy xương là bệnh gãy xương vật lý, đúng không? Và đây là cái điều trị của cái nang xương nguyên phát rất là simple thôi. Tức là gì? Người ta xuyên cái đinh vào đây vào trong cái nang. Cái này nó không phải để cố định, nó không phải tác dụng để cố định, mà tác dụng là gì? Tác dụng là nó gây ra cái chảy máu ở trong nang. Khi có chảy máu ở trong nang nó sẽ kích thích cái quá trình tạo xương của nó sẽ làm mà đầy cái xương đấy, đúng không? Đầy cái xương ở đây rất đơn giản như vậy thôi. Và cái việc mà là gì, cái việc mà sau một số việc sau chấn thương nó có chảy máu ở trong nang thì nó cũng tương tự như vậy, đúng không? Và nó có thể làm biến mất sau khi là bị chấn thương đấy. Thế còn cái hình ảnh đầu tiên ấy, cái ví dụ đầu tiên mà tôi đưa cho các bạn là gì, là cái hình này, đúng không? Các bạn nhìn thấy có cái mảnh xương rơi ấy, thì thực ra nó là gì? Điển hình của điển hình thôi, đúng không? Chứ không phải là lúc nào chúng ta gặp cái nang xương nguyên phát các bạn cũng phải nhìn thấy cái mảnh xương rơi để các bạn chẩn đoán là như vậy, đúng không? Cái mảnh xương rơi nó gợi ý cái điều gì? Cái mảnh xương rơi này thì bình thường đây là gì? Nếu mà tổn thương nó gãy xương, đúng không? Thì cái mảnh xương rơi nó nằm ở đâu? Nằm ở trong cái trong chấn thương các bạn, cái mảnh xương rơi nằm ở đâu? Đúng không? Các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ở cái phần mềm, nằm ở trong da, dưới da, đúng không? Chứ không bao giờ nó chui vào trong cái đường gãy cả, đúng không? Thế khi mà cái mảnh xương nó bị gãy mà nó rơi vào bên trong này, nó gợi ý cái gì ạ? Nó gợi ý là cái tổn thương ở trong này nó chỉ chứa dịch thôi, nó chứa dịch thôi, nó rất là lỏng lẻo. Do vậy mà cái mảnh xương nó rơi vào trong, chứ thay vì là chuyện là nó rơi nằm trong phần mềm, đúng không? Nhưng cái này nó không phải là cái luôn luôn gặp, nhưng mà nó là dấu hiệu đặc trưng của một cái nang xương nguyên phát. Cụ thể có vẻ có cái nốt
đây, cổ huyết xương nằm ở phía trong cổ xương. Và khi nhìn chụp cắt lớp vi tính lên thì chúng ta thấy là gì? Là cái gốc huyết xương nhìn rất là rõ ràng, đúng không? Nó có thể gặp ở cái khung sau của cái đốt sống, đúng không? Và cái việc điều trị của cái này nó vô cùng dễ, nó vô cùng dễ. Tức là gì? Chúng ta chỉ cần khoan vào trong cái nhân, cái nidus này. Đấy. Và chúng ta phá hủy cái nhân này đi thì người bệnh sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Đấy là về các cái đặc điểm hình ảnh của cái u này. Tuy nhiên u này chúng ta cần phải lưu ý một điều là gì? Nó có cái triệu chứng của một cái lâm sàng rất là điển hình. Tức là bệnh nhân này hay đau về đêm và uống aspirin để giảm đau. Đấy là cái rất quan trọng, đúng không? Ví dụ như các bạn đang nghĩ đến một u dạng xương, đúng không? Các bạn có thể khai thác cái tiền sử của người bệnh, đúng không? Các bạn hỏi mẹ từ từ bé xem là bệnh nhân này như thế nào thì chắc chắn mẹ của người bé nó sẽ nói là gì? Bây giờ nó rất đau về đêm, và ngày nó chưa bình thường, nhưng mà tối đau về đêm. Về mặt cơ chế bệnh sinh thì thực sự là tôi không rõ, đúng không? Người ta nghi là không rõ, và các bạn có thể hỏi tiến sĩ Lưu Vân. Nhưng mà nó không rõ ràng, đúng không? Nhưng mà cái triệu chứng là như là đau về đêm và aspirin thì giảm đau. Đấy, và cái điều trị rất đơn giản, đúng không? Chúng ta chỉ cần phá hủy cái nhân ở chính giữa thôi là các bệnh nhân sẽ khỏi, đúng không? Tránh cái việc là gì, bệnh nhân này phải đi chẩn đoán rất là phức tạp, đúng không? Có những trường hợp là gì đã bệnh nhân, tôi theo tôi biết thì là gì, được chuyển vào khám tâm thần, đúng không? Vì là sao thì các cái triệu chứng nó rất là buồn cười, đúng không? Nó không rõ ràng gì cả. Cú gì đây? Nó rất giống một cái nang xương nguyên phát, đúng không? Nó rất giống một cái nang xương nguyên phát.
Tuy nhiên chúng ta thấy là cái tổn thương này nó phát triển nó rất là lệch trục, đúng không? Ta thấy là gì, nó làm mỏng cái vỏ xương ở bên này nhưng mà nó không làm mỏng vỏ xương một cách tương đương đối với ở bên đối diện. Đó là tổn thương nó làm lệch trục. Ngoài ra là gì, nó có các cái vách, nó có vách và thường nó có cái tổ vỏ, đúng không? Và cái vị trí hay gặp của nó là gì, ở cái xương quanh gối, ở xương cánh tay và cái khung sau của cái cơ sở, đúng không? Và chúng ta lưu cái đặc điểm điển hình của nó là gì, là một cái tổn thương tiêu xương nằm ở xuất phát từ tủy xương, một cái chất lệch trục, thường là có vách, đúng không? Có vách. Đây là cái tổn thương có thể nằm ở trong một khung sau của cái cơ sở. Và cái năng xương phình mạch điển hình của nó là gì, ở trên cộng từ ấy, thì nó cái này tôi đưa ra để các bạn hiểu biết thêm thôi. Tức là nó có cái mức dịch máu, tức là cái phần máu ở phía dưới và phần dịch nó ở phía trên, đúng không? Tức là vì nó phình mạch, nó có máu ở bên trong thì chúng ta có thể phối hợp chụp cộng từ để chúng ta chẩn đoán xác định. Đây là các cái hình ảnh của một cái nang xương phình mạch, đúng không? Cái nang xương phình mạch nó có thể gặp ở dưới mạng xương trong trường hợp mà chấn thương, đúng không? Và nó có cái hình ảnh dịch máu rất là điển hình, đúng không? Ở trên chụp cộng từ. U gì đây? Do vì sao mà nó chưa có bộ hoài từ đâu? Mài xương, từ vỏ xương, đúng không ạ? Đấy là cái rất là quan trọng, đúng không? Rất là quan trọng. Vì sao? Vì từ nãy giờ ta nói là gì, là hầu hết các cái u nó đều xuất phát từ tủy xương, đúng không? Và chỉ có hai đồng chí xuất phát từ vỏ xương là đồng chí nào? U xương không bôi hóa và cái gì? U dạ xương, đúng không? Và chúng ta thấy là gì, một cái tổn thương này nó xuất phát từ vỏ xương, nó còn dày cái vỏ xương lân cận, đúng không? Và đây là xuất phát từ vỏ xương. Và thứ hai là nó tạo thành cái ổ khuyết xương ở bên trong của cái vỏ xương, tạo thành các cái hình tròn trùm chù bóng như này. Đấy, trường hợp này nó có thể nhìn có cái hình ảnh các cái ổ giống như cái trùm bóng nằm cạnh nhau này, đúng không? Nó không phải là cái phản ứng đặc xương như vậy của u dạ xương, đúng không? Thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái tổn thương là gì, u sơ xương nhầy, đúng không? Và cái biến chứng của là xin lỗi, không phải u sơ không vô hóa, đúng không? Và cái biến chứng của cái u sơ không vô hóa này thì rất hay gặp là gì, là nó gây ra cái xương bệnh lý. Lý do vì sao, vì nó sẽ có cái xu hướng phát triển trong ống tủy này. Và khi cái tổn thương nó phát triển quá 50% của cái ống tủy này, thì nó sẽ gây ra một cái gãy xương bệnh lý. Đấy, đây là các cái u sơ không vô hóa mà nó phát triển hướng về trong ống tủy, đúng không? Nhưng mà bản chất của nó thì nó vẫn là phát triển từ cái vỏ xương ra, đúng không? Phát triển từ vỏ xương. Và trong những cái trường hợp mà này là nó đã cốt hóa hoàn toàn rồi, nó đã vôi hóa hoàn toàn rồi. Đấy. Thì những cái trường hợp này thì cái nguy cơ gãy xương bệnh lý là không hề có, đúng không? Vì sao? Vì nó đã vôi hóa hoàn toàn, đúng không? Và trong những trường hợp này thì người ta sẽ không điều trị gì cả. Thế còn là cái trường hợp mà điều trị u sơ không vôi hóa ấy, là chỉ khi mà nó gây ra cái nguy cơ là gãy xương bệnh lý thôi thì người ta mới điều trị. Còn cái u sơ không vôi hóa nằm trong cái nhóm gọi là non touch lesion, tức là cái các cái nhóm mà đừng có động chạm gì vào, chúng ta chẩn đoán nó để đó thôi, chúng ta đừng có can thiệp gì hết vì nó hoàn toàn lành tính. Khu này sao? Có vẻ nó không dễ dàng như với u đầu tiên, đúng không? Càng ngày càng khó. Chúng ta hãy cố gắng chờ đến cái u số 11 thì chúng ta sẽ phát biểu. Các bạn đây là u gì ạ? Khó, đúng không? Tại vì sao? Vì ở đây tôi chẳng có cái bôi bôi vàng, bôi xanh, bôi đỏ gì cả, đúng không? Vì sao? Vì nếu các bạn đọc trong sách các bạn thấy chẳng có cái gì gọi là đặc trưng cả, đúng không? Những cái như là gì, xương dài cổ chân lệch trục, rồi huyết xương bờ rõ cổ vỏ vôi hóa, rồi phản ứng bằng xương âm tính, những cái chúng ta thấy là gì, nó rất chung chung, đúng không?
Có nghĩa là cái u sơ xương nhầy này nó không có cái đặc điểm gì cụ thể cả. Và thêm vào nữa là rất hiếm gặp. Do vậy là trên thực hành lâm sàng chúng tôi rất ít khi mà hướng đến cái u này. Vì sao? Thứ nhất là hiếm. Thứ hai là cái đặc tính của nó rất là không đặc điểm. Ở trong trường hợp này đúng không? Nếu như các bạn bảo đây là một cái ABC, tức là một cái nan xương trực mạch, tôi cũng nghĩ là cũng đồng ý với các bạn thôi. Tại vì sao? Vì đây có vẻ như là nó làm mỏng cái vỏ xương đúng không? Và nó lệch trục đúng không? Nó cũng nằm ở vùng cổ xương và thân xương đúng không? Có vẻ trong có vách. Hay là tôi bảo là cái xương này, cái này dùng cái NOS chẳng hạn đúng không? Có nghĩa là gì? Là nó xuất phát từ vỏ xương chẳng hạn. Tôi cũng có thể đồng ý. Có nghĩa là gì? Cái tổn thương này nó không có đặc hiệu gì cả. Nó không đặc hiệu gì cả. Và đây là cái mà tình huống mà chúng ta sẽ hay gặp trên lâm sàng hơn là những cái mà các bạn được gặp ở những cái đầu tiên ấy. Ở những cái đầu tiên tôi nói đúng không? Những cái đầu tiên tôi đưa ra cho các bạn là gì? Là các bạn nhắm mắt nhắm mũi các bạn cũng có thể nói được là chắc chắn đây là u gì đúng không? Mặc dù các bạn mới chỉ đọc sách có 15 phút thôi đúng không? Tuy nhiên là gì, đời nó không phải như vậy đúng không? Chúng tôi rất hay gặp những cái tổn thương mà nó cái tính chất của nó không hiển thị một cái loại gì cả. Đấy, giống như thế này ạ. Vì thông thường trong cái trường hợp này thì chúng tôi sẽ đưa ra một vài cái gợi ý đúng không? Sắp xếp theo thứ tiên, ví dụ như là để nghĩ đến u sơ sụn nhầy chưa loại trừ, u nang xương trình mạch có thể gặp, có thể là u sơ không khôn hóa chẳng hạn đúng không? Vân vân như vậy. Nhưng mà cố gắng là gì, chỉ là hai ba cái khả năng thôi, chứ không nên đưa ra 11 cái khả năng đúng không? Nó sẽ rất là không hay đúng không? Và chúng tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đưa ra cái phương án chẩn đoán tiếp theo. Và chúng tôi sẽ ưu tiên là gì? Ưu tiên những cái phương pháp chẩn đoán không xâm nhập trước. Đó là gì? Đó là các dân tính, đó là cộng từ đúng không? Và đó là xạ hình xương đúng không? Trước khi mà gì? Trước khi mà kể cả những cái phương pháp đấy không đưa ra được cái cổ cùng, chúng tôi mới gợi ý cái chuyện là biopsy, tức là chúng ta làm sinh thiết đúng không? Để xem cái bản chất nó là gì đúng không? Đấy thì cái thực hành lâm sàng chúng ta sẽ hay gặp cái nhóm gọi là nhóm không rõ ràng nhiều hơn là nhóm rõ ràng đúng không? Tôi nhấn mạnh với các bạn điều đó. Vậy thì khi mà chúng ta gặp cái tổn thương này thì chúng ta sẽ làm gì đúng không? Ví dụ trường hợp này cũng là một cái tổn thương, nó có vẻ như xuất phát từ vỏ xương, nó lồi ra ngoài không rõ ràng gì cả. Chúng ta có thể làm cụm từ đúng không? Vì sao? Vì cái u này nó bản chất nó là u sơ sụn nhầy đúng không? Nó có thành phần sụn ở bên trong đúng không? Về cụm từ cũng có thể giúp cho chúng ta lưu ý là gì, à nó là thành phần sụn, khi đó thì chúng ta sẽ đi u sơ sụn nhầy, chứ không phải là chúng ta có thể chẩn đoán ngay lập tức trên khung chụp x quang. Một cái loại khác, một cái loại này còn hiếm gặp hơn cái u sơ sụn nhầy, đấy là u nguyên bào xương. Thì khi nào chúng ta nghĩ đến u nguyên bào xương, khi mà nó giống như một cái u dạng xương hay là một cái nang xương trình mạch lớn thì chúng ta sẽ đi đến u dạng xương. Đấy. Và định nghĩa của nó là gì? Là cái đường kính của nó là trên 1,5 cm, và nó rất hay gặp ở cái u sau của cái nốt sống. U sau cái nốt sống rất hay gặp. Ở cái trường hợp này các bạn chúng ta thấy là nó ở đây là u sau của cái nốt sống, và nó là gì? Nó giống như là một cái nidus đúng không? Giống như một cái u dạng xương vậy của các bạn đang xem, và nó phóng to đây. Nó trên 15 mm hay là 1,5 cm thì chúng ta sẽ đi kiếm một cái u nguyên bào xương đúng không? Và cái tổn thương này nó rất là hiếm gặp. Và khi gặp một cái u nguyên bào xương thì người ta cũng nói là gì, là luôn luôn phải chẩn đoán phân biệt với cả một cái ABC, tức là một cái nang xương trực mạch. Vì sao? Vì hai cái nó rất hình thái rất là giống nhau.